Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em về một cái account với cái mốc thời gian chơi khoảng tầm 2 năm, cũng có thể xét ở cái mức bâu cực kỳ thấp, nó khoảng 40m anh em ạ. Nhưng mà lại có cái điểm coupon theo mình đánh giá là cũng rất là cao, cao so với số đông người chơi game này ở cái mức bâu như thế này. 1B2. Ok, bây giờ mời anh em cùng vào video và xem cùng với mình nhé. Rồi hiện tại thì mình đang ở trong Vương quốc 2440. Liên minh này chắc có lẽ là liên minh chính luôn, TWAX. Quà liên minh là cấp 24 nè. Liên minh hiện tại là đang có mốc sức mạnh là 9 tỷ. Rồi, ở đây cái account như lúc đầu video anh em đã xem rồi, 42M mà có mức coupon lên tới mức B2, cực kỳ cao so với cái mặt bằng chung của những người chơi game này ở cái mức sức mạnh 42M nha anh em. Rồi anh em mình sẽ đi xem về cái thời gian đăng nhập. Ở đây là số ngày đăng nhập liên tục là 678 ngày, là gần 2 năm nhé anh em. VIP 14 đối với những người chơi mà ít nạp hoặc là không nạp thì ở cái mốc VIP này cũng được coi là anh em chơi khoảng 2 năm thì nó sẽ rơi vào tầm mốc VIP này thôi. Nếu như anh em không có nhiều rương vàng để hít thì cái mốc VIP 14, 15 như mình đã nói trong rất là nhiều video rồi thì anh em chỉ đạt được tới cái mốc VIP này thôi. Không nạp, không có rương vàng thì không thể nào có VIP cao được đâu. Nền văn minh đang sử dụng là nền văn minh Pháp nha anh em. Mốc sức mạnh là 42 triệu và điểm tiêu diệt là 1B2. Cực kỳ cao nha anh em. Ở đây mình nói cao là cao so với cái mặt bằng chung của những người chơi có mốc sức mạnh dưới 50M. Chưa có T5 nha anh em. Còn nếu mà có T5 thì nó lại là một câu chuyện khác. Sức mạnh tối đa là 45 triệu nè. Death tới 7 triệu 7. Rất là cao nha anh em. Death 7 triệu 7 cực kỳ cao. Đã thu thập tài nguyên lên 7 tỷ 5, hỗ trợ tài nguyên 6 tỷ 4. Ôi, cái thông số coupon này phải gọi là thông số coupon farm feed các thứ hỗ trợ tài nguyên cực kỳ đẹp nha anh em. Quá đẹp luôn. Này thì cứ xin đi đâu là auto nhận thôi anh em. Coupon đẹp, chịu khó đấm nhau. Rồi, gần 2 năm chơi game, hiện tại là đang trong map KVK3. Đây, mình sẽ xem về tài nguyên. Red là hết nè. Red hết, Red cao, coupon cao. Đúng rồi, anh em ít nạp mà anh em máu đấm nhau thì chắc chắn là cái chuyện hiển nhiên là Red anh em sẽ hết. Đấy. Không có tài, không có ad farm nữa, hoặc là ít ad farm, hoặc là ít thời gian để farm thì Red sẽ hết, tăng tốc sẽ hết. Cái chuyện đó là rất là hiển nhiên luôn. Đây, tăng tốc cũng hết luôn nè. Còn tăng tốc nghiên cứu thôi. Tăng tốc chung cũng hết luôn, cạn luôn, y chang cái account của mình luôn. Này mà phải có RC với gì rồi phải xiên kéo man chứ không thì sẽ không có tăng tốc để đánh nhau. Vì rương vàng hit cực kỳ thấp. Rồi anh em mình sẽ xem về gear. Tại sao 42M có hơn 1B coupon là gear họ sẽ như thế nào. Ở đây mình thấy có một gear bộ mà gần như là full tài năng đặc biệt. Mũ, áo, tay, quần. Wow. Gear này đấm K2, K3 thì đúng là best rồi. Kể cả T4 thì nó đấm vẫn rất cực kỳ đau nhá anh em. Một bộ gear cam cho lính bộ, 4 món trang bị đặc biệt, quá tuyệt vời luôn. Một số cái món lẻ anh em có thể thấy nè, giày nè, tay nè, quần nè. Đó thì những cái một số cái món lẻ như thế này thì nếu như anh em mà tiết kiệm, anh em không nạp ấy, không có game để chơi cái sự kiện đập trứng, anh em cũng có thể lên những cái món lẻ như thế này nhé, để cho tiết kiệm. Còn game thì anh em chuyển sang anh em tập trung nâng VIP và nâng quay tướng các thứ thì nó sẽ tốt hơn. Những món lẻ này nó cũng khá là ok và cũng rất là mạnh nhá anh em. Đó thì anh em có thể tiết kiệm theo cái lối đấy cũng được nhá. Sau này mà có điều kiện hơn mà có game dư giả thì anh em có thể build một set full về một bộ sau. Ví dụ như là set vĩnh cửu chẳng hạn. Còn giai đoạn đầu thì anh em có thể dùng game để anh em tập trung cho VIP và tướng. Còn gear thì anh em có thể xài những món gear lẻ như này. Những cái món này thì anh em chơi sự kiện đôi khi nó cũng có. Rồi những cái món lẻ này anh em mở chìa vàng thì hên hên anh em vẫn ra nhá anh em. Ở đây mình thấy có thêm gear tím cho kỵ nữa nè. Ở đây áp thì mình thấy vẫn còn tương đối nè. Hầu hết những người chơi không nạp mà nạp ít ấy, thì thường là áp tăng tốc rate của người ta cực kỳ thấp. Bởi vì mình cũng là người chơi như vậy nên mình biết. Mà nếu mà ham đánh nhau nữa, anh em muốn coupon anh em cao thì chắc chắn là cái chuyện hiển nhiên tăng tốc rate của anh em sẽ cực kỳ cạn. Kể cả bên áp này cũng vậy. Bên áp thì luôn xả để đánh man,
để lấy tăng tốc và rate thêm. Chính vậy là app cũng sẽ không nhiều đâu anh em ạ. 2-300k tượng cam, còn 371 tượng. Rồi xem về tướng nha anh em. Gần 2 năm chơi game. Ở đây mình thấy có con Alex, một con Alex là mát nè, với bộ gear là gần như là full cam nè, thêm một con dây mát là hai con nè. Hai năm chơi game mát hai con cam, một năm một con cam, khá là thú vị. RC 5311, Sala 5551, vậy là đánh một đạo kỳ. Hạng Vũ 5511, Hoàng Vũ 5111. CM con LC, mấy con này thì mở bằng chìa rồi anh em. William 5551, vậy là lên chinh phạt sẽ đánh thêm một đạo Sala Willy. Nhìn chung là tướng tá của account này thì thọt. Bởi vì là anh em không nạp hoặc là ít nạp ấy thì tướng tá anh em sẽ rất là thọt nha anh em. Mạc này thì cực kỳ thọt về tướng rồi. Mát được có hai con cam, nếu mà chơi gần 2 năm này anh em phải mát từ 3 đến 4 con cam thì mới gọi là ổn được. Còn đây chỉ có mát có hai con. Bây giờ thì hạt này phải tập trung lên cặp hạng Vũ ngon. Rồi về tướng thì khá là thọt một chút. RC cũng không kéo man nhiều anh em ạ. Nói chung là ông này lừa chơi. Chỉ có mỗi là khi nào mà đánh nhau ấy thì vào map KBK đấm nhau các thứ thì mới đấm thôi. Nhưng ngày bình thường rất là lừa chơi anh em ạ. Bởi vì anh em check cái điểm kéo man đồ thứ ấy là sẽ biết ngay. Cực kỳ ít kéo man thì chứng tỏ là lừa chơi vãi cả trưởng rồi. Nhưng mà không sao, lừa chơi không đó là cái chuyện của người ta đúng không anh em. Vấn đề là cái kill bond của ta cũng rất là cao. Nó lên tới 1B2, 42M lên tới 1B2. Không nạp, không có rương vàng thì nó chỉ có như vậy thôi anh em. Nhưng mà nhìn chung là về cái mốc kill bond mình đánh giá thì cực kỳ cao. Cao, rất là cao so với mặt bằng chung của những người chơi chưa có T5 và ở cái mốc sức mạnh dưới 50M. Thì mốc kill bond 1B2 như vậy là cực kỳ cao rồi. Anh em không nạp, ít nạp thì không thể nào mà có nhiều tướng map, nhiều trang bị cam để có thể đánh game này. Thì chính vì vậy là anh em tập trung cho 1 đến 2 đạo tướng cam, tập trung cho VIP mình cao lên. Rồi sau đấy anh em mới có thể quay lại để tập trung cho gear và đồ các thứ được. Ở đây đang đánh K2, chính vì vậy là sẽ đánh Alex G với lại Sala AE anh em ạ. Hai đạo nhé. Đánh hai đạo chính. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì cũng đã review cho anh em một cái account. Theo quan điểm cá nhân mình đánh giá là chịu đánh nhau, chịu vơ nhé anh em. Cũng xếp vào dạng chiến thần đấy, bởi vì người ta chỉ có 42M thôi. Nhưng mà kill bond lên tới 1B2. Tại sao lại cái account này không lên T5? Thứ nhất là mình nghĩ là bởi vì không nạp, ít nạp. Chính vì vậy là không có nhiều game để nâng T5. Người ta dồn hết game vào cho VIP rồi. VIP với lại người ta dồn hết game vào cho VIP rồi. Chính vì vậy là cái T5, chính vì vậy đi T5 thì anh em cần phải nâng sắt, nâng lâu đài các thứ nữa. Và thêm một cái nữa là họ di chuyển kingdom, bay kingdom này kingdom khác nhiều, nên là giữ cái mức bow nó thấp một chút để có thể di chuyển nó đỡ tốn vé hơn. Thêm một cái nữa là chắc có lẽ là đang chờ tới cái mốc VIP cao hơn thì mới lên T5. Chính vậy lạc này chưa lên T5. Nhìn chung thì ở cái mức bow như này và cái mức kill bond như thế này là cũng khá là cao rồi. Anh em xin đến một kingdom nào đó cũng khá là dễ. Đó, nó là như vậy. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Nếu như anh em thấy hay, nhấn cho mình xin like, ủng hộ cho mình, đăng ký kênh. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.